Vua Bảo Đại sống ở châu Âu. Cha Bảo Đại sinh được 100 người con toàn nam, 50 theo mẹ lên núi, 50 theo cha xuống biển. Người này mở rộng nhiều đất cho Việt Nam. Đây là nội dung được một hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc thuyết minh khi dẫn đoàn tham quan dinh Bảo Đại tại tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi được chia sẻ, clip này đã khiến cho nhiều người Việt vô cùng bức xúc. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tình trạng này xảy ra. Tháng 3 năm 2023, một hướng dẫn viên cũng từng gây bão khi thuyết minh theo hướng xuyên tạc, phản cảm về các phi tần triều Nguyễn. Hay trước đó, vào năm 2018, cộng đồng mạng cũng từng dậy sóng trước video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên người Trung Quốc giới thiệu áo dài truyền thống của Việt Nam là sơn xám và Việt Nam trước đây thuộc về Trung Quốc khi dẫn đoàn tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt thông tin về con người Việt một cách công khai, trắng trợn. Sẽ ra sao nếu những hướng dẫn viên du lịch như thế này không sớm được xử lý? Vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại rằng việc những hướng dẫn viên thuyết minh sai lệch, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt những thông tin không có thật về lịch sử cũng như con người Việt Nam, dù là vô tình hay cố ý thì cũng đều là những hành vi không thể chấp nhận được và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ những vụ việc trên, có thể thấy được phần nào thực trạng các hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động không phép, hay nói cách khác là hoạt động chui, đang diễn ra ở nước ta trong những năm gần đây. Mà theo như chia sẻ của người trong cuộc thì đây đều là thực trạng không hề hiếm gặp. Có một số các hướng dẫn viên ấy là tự đứng ra hướng dẫn cho các đoàn khách du lịch mà không thông qua cái sự phân công của các công ty lữ hành, hay là không ký hợp đồng hướng dẫn với công ty lữ hành. Đấy, một số hướng dẫn viên thì còn tự đứng ra nhận khách, bố trí các cái dịch vụ ăn nghỉ đi lại cho khách du lịch. Đấy, rồi thì một số các công ty lữ hành ấy sử dụng các hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề trái pháp luật tại du lịch Việt Nam, tại Việt Nam. Thế thì đây là một cái thực trạng đã khá là nhức nhối và tồn tại tại Việt Nam trong nhiều năm qua mà cũng chưa giải quyết dứt điểm được. Các hướng dẫn viên chui này thì làm ảnh hưởng, mang tiếng rất nhiều cho công ty du lịch. Bởi vì sao? Khi mà khách hàng đi về, họ nhận biết được những cái nắm bắt được cái thông tin không chính xác, phải nói là không chính xác, mà nhất là lịch sử. Các bạn chỉ là một con sâu nhưng bỏ dầu nồi canh rất là nhiều. Họ làm ảnh hưởng đến toàn bộ các hướng dẫn viên khác. Bởi vì sao? Đó là cái sự đánh giá, sự không chuyên nghiệp, sự không rõ ràng và đặc biệt là ăn nói thiếu chừng mực trong các câu chuyện của mình. Như vậy thì các hướng dẫn viên chuyên nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Họ không làm ra điều đó, nhưng họ lại bị mang tiếng với cái tiếng là tại sao hướng dẫn viên lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Chính vì vậy mà các hướng dẫn viên chuyên nghiệp, các hướng dẫn viên được đào tạo, những hướng dẫn viên mà được Sở Du lịch đã đồng ý cấp phép và cho hoạt động thì các bạn cũng rất là bức xúc. Thực tế, việc các hướng dẫn viên hành nghề trái phép ở Việt Nam không phải là mới. Tại nhiều địa phương tập trung đông khách du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đều có ghi nhận về việc phát hiện cũng như xử lý vi phạm đối với các trường hợp hành nghề không phép qua các năm. Lý giải cho tình trạng này, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng việc thiếu hụt về số lượng, sự mất cân đối về cơ cấu thị trường, cộng thêm những quy định về điều kiện hành nghề đã cũ, không còn phù hợp với tình hình hiện tại là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hướng dẫn viên, đặc biệt là hướng dẫn viên người nước ngoài hoạt động tự do như hiện nay. Nó cũng xuất phát từ cái sự nhận thức về các cái quy định của pháp luật chưa đầy đủ của một số hướng dẫn viên. Vì trước đây từ cái thời pháp lệnh du lịch Việt Nam quy định là hướng dẫn viên là một cái nghề tự do. Và khi mà có những cái quy định mới của pháp luật thì một số hướng dẫn viên là chưa cập nhật được những cái quy định mới này, và họ nghĩ rằng cái việc họ chỉ cần có thẻ hướng dẫn viên thôi là đã đủ điều kiện để đi hướng dẫn viên rồi, và người ta ăn sâu vào cái tiềm thức của người ta thôi, và người ta nghĩ như vậy là người ta đã làm đúng quy định của pháp luật rồi. Có một số cái thị trường khách nước ngoài, cái gọi là thị trường khách tiếng hiếm. Đấy, trong một vài cái thời điểm nào đó khách du lịch nước ngoài sang đông thì nó xảy ra là thiếu hướng dẫn viên đó.
Rồi thứ hai nghĩa là trong cái đợt đại dịch Covid-19 năm 2020-2021 vừa rồi thì cũng có khá là nhiều hướng dẫn viên tiếng hiếm chuyển sang làm trong công việc khác. Và khi bây giờ khi du lịch hồi phục quay trở lại, nó không quay trở lại làm nghề hướng dẫn viên nữa thì cũng xảy ra cái tình trạng là cục bộ thiếu hướng dẫn viên. Thế còn ngoài ra thì cũng có cái tình trạng là một số công ty lữ hành nước ngoài núp bóng công ty lữ hành Việt Nam, sử dụng cái hướng dẫn viên nước ngoài hành nghề trái phép Việt Nam, mà cái hướng dẫn Việt Nam chỉ làm xích tinh gai thôi để họ tối đa hóa cái lợi nhuận. Thêm vào đó, theo nhận định của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam, thì trong số các hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ hành nghề, cũng có nhiều người hoạt động tự do, không thuộc quản lý của đơn vị nào. Chính từ đây, nhiều hệ lụy xấu đã xảy ra. Hướng dẫn viên là một người rất là đặc biệt. Đấy, nếu mà họ không được qua đào tạo, thì đương nhiên rằng họ không có cái kiến thức rất là chuyên sâu về văn hóa, về lịch sử, về địa lý. Đấy, rồi họ không nắm được các kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch, rồi họ không biết các cái kỹ năng giao tiếp ứng xử tâm lý khách du lịch. Thì rõ ràng là như thế nó sẽ làm cho các cái chất lượng của các cái sản phẩm du lịch nó giảm sút đi. Đấy, rồi khi họ giới thiệu, họ hướng dẫn cho khách thì rõ ràng là họ làm không đúng, rồi làm cho cái hình ảnh của cái điểm du lịch đó nó sẽ xấu xí, rất là méo mó. Và nếu mà có du khách nước ngoài thì họ sẽ thấy rằng cái hình ảnh du lịch Việt Nam nó không đúng. Đấy, với cái lịch sử, cái văn hóa của Việt Nam, mà từ đó làm cho cái môi trường du lịch càng ngày nó càng gọi là không tốt. Không chỉ làm xấu đi hình ảnh về du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, việc các hướng dẫn viên hoạt động chui còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho du khách sử dụng dịch vụ. Từng có một trải nghiệm khó quên khi đặt tour du lịch qua người hướng dẫn viên từng quen biết. Đến tận bây giờ, anh Hải Thành ở Hà Nội vẫn không khỏi bức xúc mỗi khi nhớ lại. Đợt vừa rồi mình cũng muốn tổ chức một cái chuyến du lịch cho gia đình, thì nên là cũng có nhờ một anh hướng dẫn viên quen để đặt hộ. Anh ấy bảo là đặt qua anh ấy sẽ được giảm phần trăm, nên là khoảng tầm 15%. Thì chúng tôi cũng rất là ok muốn đặt qua anh đấy, bởi vì là tất cả mọi thứ thì anh ấy sẽ lo được cho nhà chúng tôi, từ chuyến, từ ăn nghỉ chơi bời ở đâu đó thì đều có, anh ấy đều hỗ trợ được. Nhưng mà đến khi xuống sân bay gọi điện thì không được. Sau đó thì ra khách sạn check thông tin phòng thì cũng không thấy có. Chúng tôi bắt buộc phải là đặt chỗ khác. Có lẽ câu chuyện của anh Thành chỉ là một điển hình trong rất nhiều rủi ro mà du khách có thể gặp phải khi trao niềm tin cho những hướng dẫn viên chui. Thiệt nghĩ, để chấn chỉnh và tiến tới xử lý dứt điểm tình trạng này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các khu du lịch, trong đó tập trung phát hiện và xử lý các trường hợp hướng dẫn viên hành nghề tự do hoặc vi phạm các quy định hành nghề theo luật du lịch năm 2017. Các cơ quan quản lý nhà nước ấy, cũng cần phải tăng cường cái công tác dự báo các khách du lịch nước ngoài sẽ sang Việt Nam trong thời gian tới, để các cái trường, các cơ sở đào tạo có các cái căn cứ chính xác để mà họ có cái chương trình đào tạo đáp ứng được cái nhu cầu các hướng dẫn viên tiếng hiếm trong cái thời gian tới. Thì Bộ Công an ấy, thì cần phải trục xuất, cấm quay trở lại Việt Nam với những cái hướng dẫn viên nước ngoài đã bị vi phạm, đã bị bắt quả tang, và đồng thời là phải thông báo đến cho Tổng cục Du lịch hoặc là Cục Du lịch quốc gia của các nước bạn, để các nước đó thông tin lên trên các cái phương tiện thông tấn báo chí, cơ quan đại chúng, để mà mang tính răn đe những cái hướng dẫn viên mà có ý định sang Việt Nam hành nghề trái phép. Với các người dân đi du lịch, họ nên chọn lựa các công ty lữ hành có giấy phép, để mà khi có xảy ra các cái vấn đề gì thì đã có các cơ quan quản lý nhà nước có thể là tham gia bảo vệ, giúp đỡ quyền lợi cho họ, tránh trường hợp là họ tham những cái tour du lịch giá rẻ. Đấy, sử dụng dịch vụ qua các công ty lữ hành chưa được cấp giấy phép, hoặc là do các hướng dẫn viên làm trực tiếp, thì dù rằng giá có rẻ đi một chút, thế nhưng mà khi xảy ra các vấn đề gì bất chắc với cái đoàn tour của họ, thì các cơ quan nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước và du lịch rất là khó mà có thể là giúp đỡ họ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình An ninh với cuộc sống cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai.